Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với kênh ẩm thực của mình nha. Thì ở clip trước thì mình đã giới thiệu cho tất cả mọi người về phô mai que hun khói. Thì ở clip hôm nay thì mình sẽ thưởng thức phô mai que hun khói và salami ba tông. Đây là salami ba tông cắt lát nha mọi người. Và ô liu thì cái xô 3 kg mình mua cái đợt mà khuyến mãi 50% mọi người. Tới bây giờ nó vẫn còn luôn nên là mình sẽ thưởng thức với phô mai que hun khói sợi. Thì nếu mà mọi người chưa xem qua cái clip về giới thiệu qua về cái loại này cũng như chi tiết về loại phô mai này thì mọi người có thể xem ở phần mô tả nha. Còn salami ba tông này thì ở clip trước thì mình cũng đã giới thiệu qua loại này rồi. Thì nếu mà mọi người cũng chưa biết kỹ về loại salami này để dùng cho món gì thì mọi người cũng có thể xem ở clip trước. Thì clip hôm nay thì mình chỉ thưởng thức hai cái này với Oliver. Đó là ô liu đen ngâm và đã tách hạt rồi. Thì ở clip trước thì mình cũng có thưởng thức cái này rồi và mình mua tại cái xô 3 kg và mình không có dùng hết. Tới hôm nay nó vẫn còn nữa là mình sẽ thưởng thức một lần nữa nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đi cách bao bì của phô mai que và xí sợi nhỏ ra cho mọi người xem và anh cảm nhận về cái loại phô mai này cũng như salami ba tông. Còn ô liu thì mọi người đã khá là quen thuộc rồi, làm ăn trực tiếp nè, ăn kèm nè, hoặc là salad thì cũng đều ngon hết. Thì bây giờ mình sẽ cắt bao bì và thưởng thức món ăn này nha mọi người. Thì mọi người nhớ theo dõi clip của mình cũng như bấm like và đăng ký kênh của mình nha. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ cắt cái bịch này ra. Mọi người cắt ngay bên hông nha. Rồi mọi người lói ra, mọi người cắt nó dễ hơn. Rồi mình xí này ra. Thì mọi người xí cái này thì mọi người xí càng nhỏ thì nó sẽ càng ngon. Thì nó đỡ mặn hơn. Thì cái này thì nó rất là mặn. Nếu mà mọi người ăn không quen thì mọi người cảm giác là khát nước lắm mọi người. Nói chung là cũng khát bia mọi người. Cũng tốn bia lắm đó. Thì cái này thì mọi người xí càng nhỏ thì nó sẽ càng ngon. Và mọi người xí đều tay thì càng tốt đó. Thì bây giờ mình cắt salami cũng vậy. Mọi người cắt bên góc để mình lói hết salami ra. Còn mọi người cắt ra nó dễ. Đó thì mình giờ bây giờ mình sẽ xếp phô mai sợi cũng như ô liu và salami ba tông để thưởng thức cái món ăn này nha. Thì xíu nữa mình thưởng thức và mình sẽ nói kỹ hơn về những cái loại này nha mọi người. Ok mọi người, thì sau một thời gian mình lê hay để mình xé phô mai cũng như mình lói ô liu và các bao bì này ra thì đây cái miếng salami của mình này màu rất là đẹp, trong này mỡ nạc rất là đều. Thì mọi người chưa xem qua clip về giới thiệu về này thì mọi người có thể xem qua ở phần mô tả nha. Đó, khá đẹp mọi người. Còn ô liu thì đã tách hạt ra rồi thì mình có thể nhìn xuyên qua được luôn. Nhìn xuyên qua luôn, nó đã được loại bỏ hạt rồi mọi người. Còn này thì ở các nhà hàng thì khá là quen thuộc rồi. Nhưng mà mình chưa ăn thử qua cái loại này nên là mình mua một gói 100g về mình thử. Và mình chỉ dùng có 2 que thôi. Thì mình xí ra rất là nhiều luôn mọi người. Đó. Mà xí càng nhỏ thì ăn càng ngon. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Ngon mọi người. Rất là thơm nha. Có mùi hun khói nè. Cái mùi sữa đặc trưng. Và nó hơi mặn một xíu. Mình thì mình không thích mặn lắm nên mà. Nhưng mà mình thấy cũng khá là ngon. Cũng không đến nỗi mặn như một người kêu là mặn, là mặn mặn chát, mặn ngon. Nhưng mình thì mình thấy cái mặn của nó thì cũng vừa, không có mặn lắm không. Cứ xí nhỏ ra như này thì nó sẽ đỡ mặn hơn. Và ăn kèm cũng như uống kèm bia thì sẽ ngon hơn. Ngon mọi người. Thu một miếng salami ba tông nha. Rất là béo à, nó hơi mặn một xíu nhưng mà rất là thơm. Mùi rất là thơm. Như xúc xích khô pepperoni thì nó có cay hơn. Còn cái này nó không có cay nha mọi người. Nó hơi thi thi cái vị tiêu ở trên đầu lưỡi thôi. Nhưng mà nó khá là ngon. Ô liu. Ô liu giờ bắt đầu mình chấm đêm đó nha mọi người. Để mình thưởng thức một cái ô liu nữa xong là mình bắt đầu mình sẽ chấm đêm hết mấy cái này nha. Nếu mình chấm đêm á thì mình chấm cái này là tầm 8 trên 10 thôi. Mình trừ nó 2 điểm vì cái điểm mặn mà mình không thích của nó. Nó hơi mặn một xíu, mình không thích mặn lắm nên là mình trừ 2 điểm đó là do mặn nha.
Còn cái này á thì mình tới không mặn quá, thơm có này, béo có này, và cái độ cay nhì nhì thi thi đầu lưỡi rất là thích, nên là mình chấm cái này là 9 điểm nha. Còn một điểm trừ cũng là do mặn nha mọi người. Còn này thì mình chấm 10 trên 10 nha, tại mình thích ăn những cái trái ô liu như này, thì ăn ô liu rất là tốt mọi người, nó bổ sung dầu cũng như rất là nhiều những khoáng chất tốt cho cơ thể. Ô liu thì nó hơi đắng một xíu nhưng mà mình thấy mình thích cái vị đắng nhẹ nhẹ của nó, tại nó ngâm rồi và nó bỏ hạt ra rồi, mình không có tốn thời gian mà mình tách hàng nữa, nên là mình chấm nó 10 trên 10 nha. Thì clip của mình đến đây là hết nha mọi người. Xin chào và hẹn lại mọi người ở những clip sau. Mọi người nhớ like cũng như đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào và hẹn lại mọi người.